là cái sở thích này coi anh có khó không, nhưng mà em thích hát xong nhà tắm. Mỗi lần con đi tắm, con tắm bao lâu? Dạ tầm 30 phút thôi. Nhưng tắm cũng nhanh, nhưng mà con đi tắm là con làm cái gì? Thì con muốn hát gì là con thường chui vô nhà tắm. Ủa sao con không hát ở ngoài với nhà tắm, nó khác nhau cách nào con? Không, nhưng mà hát trong nhà tắm cũng là sở thích của con luôn. Trời đất ơi. Trời ơi, thấy cái mặt này. Chú giao cho con cái nhà tắm luôn, hai đứa luôn. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Ơi, chào chàng trai. Mời nhà gái. Dễ thương quá. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin được chào tất cả các quý vị khán giả trong trường quay, MC Quyền Linh cùng MC Ngọc Lan ạ. Và bạn nữ và người nhà bạn nữ ạ. Em tên là Đặng Mạnh Tuyến ạ. Em sinh năm 1997. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Tuyến? Dạ em đang làm IT. Rồi thôi bây giờ chúng ta hãy đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ thì lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. Chào chú Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em tên là Lê Diệp Nữ Vi. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Vi sinh năm mấy Vi? Dạ con sinh năm 2002 ạ. Trời đất ơi. Sao rung dữ vậy? Con trẻ dữ vậy. Trời, mình mới 19 tuổi rồi, vậy thì cái tình trường của mình là nó có được trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em mới trải qua hai mối. Mới hai mối. Mới có hai mối. Dạ, mới hai mối rồi ạ. Tôi nghe cái vụ mà năm 2002 mà mới trải qua hai mối tôi qua liền. 19 tuổi mà trải qua hai mối tình rồi, vậy thì cái mối tình đầu tiên là mấy tuổi? Hai mối đó đều là năm học cấp 3. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ mối dài nhất của con là gần 2 năm. Trời ơi, 2 năm. Vậy dạ, là con bắt đầu yêu từ năm lớp mấy, lớp 10 à? Dạ lớp 10 là bắt đầu mối tình đầu tiên. Giữa năm lớp 11 thì em mới bắt đầu mối tình thứ hai. Hậu sinh khả quý. Ca này khó quá, không biết nói sao luôn. Tôi ngắm con đi con. Trời có chút xíu à. Mà sao mà yêu sớm vậy con? Con thấy vậy là cũng muộn rồi chứ. Cũng muộn rồi đó hả? Sao nè Tuyến, yêu mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Cũng hai mối hả? Dạ. Yêu từ năm lớp mấy? Từ hồi cấp 3 và đại học. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm Tuyến? Hai mối tình đều 2 năm. Là 4 năm yêu rồi? Dạ. Cũng kinh nghiệm tình trường lắm hả? Kết thúc năm học cấp 3 thì bọn con bắt đầu lên thành phố học á. Thì bạn gái thì vào Sài Gòn, còn con thì học ngoài Bắc. À. Cho nên là bọn con chia tay nhau. Xa mặt cách lòng á ha. Dạ. Vi ơi. Dạ. Mà lý do sao mà mình yêu 2 năm mà mình chia tay vậy Vi? Cái lý do chia tay của con cũng giống như bạn nam bên kia là lúc đó thì khi mà tốt nghiệp xong thì hai đứa con thì vào Sài Gòn học, còn bạn đó thì học ngoài Đà Nẵng. Hai đứa giống nhau ha. Cái mối tình đầu tiên của con á là học hết lớp 10 là con chia tay rồi. Là con có biết lý do không? Khi nói về bạn nam đó thì không có điểm gì để chê hết. Thì bạn đó rất là tốt. Nhưng mà là do con tự nhiên con cảm thấy cái tình cảm của mình nó không còn nhiều nữa. Có phải là con do con không chín chắn không? Dạ đúng rồi. Vậy giờ chín chắn chưa? Dạ con nghĩ là qua hai mối tình đó rồi thì bây giờ con đã đủ chín chắn rồi ạ. Bên đây người ta chín chắn rồi, để đi qua bên kia coi bên kia có chín chắn không nha. Công nhận nó giỏi thiệt á. 19 tuổi là vào chín chắn rồi đó nha Lan nha. Chào con. Giờ không biết thiệt, không biết kêu bằng gì luôn á. Kêu bằng chị. Kêu bằng chị thôi được không? Được. Giờ kêu bằng chị được không? Được. Bây giờ thì mình có bạn gái rồi, mình làm gì cho bạn gái, mình chăm sóc bạn gái làm sao? Hiện tại thì công việc của em là em đang tập trung cho công việc rất nhiều. Bây giờ mà nếu mà có bạn gái á, thì hai đứa có thể chung một sự nghiệp, chung một mục tiêu để hai đứa cùng cố gắng phấn đấu. Vậy điểm hả? Mạnh, điểm yếu gì nói cho bà mối à, đúng rồi, thôi bây giờ đi. Mình nói về điểm mạnh, điểm yếu đi. Bây giờ mình đi về nhà mình coi. Điểm mạnh của em là em chơi thể thao. Em có thể chơi được hầu hết tất cả các môn thể thao. Bơi lội, đá banh, bóng chuyền và cầu lông luôn. Rất là tốt. Tật xấu của con là chưa tự tin trước đám đông. Mệt mỏi quá thì hay ngủ nướng. Chị Lan bệnh chị không mệt mỏi, chị cũng ngủ nướng nữa. Đúng rồi, bên đây không mệt mỏi mà nhiều khi cũng ngủ tới 1 giờ. Còn điểm mạnh, điểm yếu của Vi sao Vi? Dạ, điểm mạnh của con thì
lại là do con học cao đẳng phát thanh truyền hình cho nên là con có thể tự tin giao tiếp, thứ hai là con cũng biết ca hát một xíu, biết nấu ăn. Điểm yếu thì con là rất là mau nước mắt và suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, rất là tự ti. Giống như trong một trường hợp đó là khi mà con quen một bạn nam á, thì con sẽ hay suy nghĩ là ủa tại sao xung quanh mình, xung quanh bạn nam đó còn nhiều bạn nữ đẹp hơn, giỏi hơn này nọ kia hơn mình, mà tại sao bạn nam lại chọn mình? Để chú nói Vi nghe nè, nãy con nói rất là mâu thuẫn. Con là học phát thanh truyền hình, con phải tự tin về chính mình. Đúng rồi. Tự tin trong tất cả mọi thứ thì mới trở thành một cái phát thanh viên, một người biên tập, thậm chí trở thành một đạo diễn các chương trình, vân vân. Vậy thì cái tự tin đó con phải giữ lấy chứ, tại sao mình lại có cái tự ti cái bên được? Dạ, cái suy nghĩ đó là ở hai mối tình lần trước. Con cũng đúng rồi. Và sau khi mà con vào Sài Gòn và bắt đầu học cái ngành của mình thì dần dần trải qua kinh nghiệm thực tế, mình trải rất là nhiều cho nên là mình cũng đã tự tin hơn và mình biết là bản thân mình có gì. Không, cái tâm lý này rất là dễ xảy ra với các bạn nữ ở cái lứa tuổi này, bởi vì có thể bạn rất là tự tin ở cái công việc của mình, nhưng với cái chuyện tình cảm thì khi đã trải qua cái tổn thương đó rồi á thì bạn lại lo sợ cái chuyện cũ nó sẽ lặp lại. Bây giờ hôm nay con đi với ai? Dạ thì hôm nay là con không có đi với người thân được. Tại vì ba mẹ con thì ở người quê. Quê đâu con? Dạ quê con ở Gia Lai ạ. Ở đây có các cô chú ủng hộ con. Mình đi với ai? Ngày hôm nay con cũng đi một mình, tại vì dịch bệnh nên là ba mẹ không thể lên được. Đúng rồi, dịch bệnh thì nói chung là trường quay cũng hạn chế ha. Mở rào, mình tặng quà xong mình hát giao lưu với nhau để nó cảm nhận hợp lý hơn, nha. Rồi mở rào, tự tin lên nha Tuyến. Ngày hôm nay đến đây thì anh có một món quà để tặng em. Đó là một chiếc tinh dầu trong phòng. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn gửi tặng cho anh. Em thì thích những sự nhỏ nhắn dễ thương và hy vọng là anh cũng thích nó. Và hy vọng khi mà anh thấy nó thì cũng như là nhìn thấy em. Cảm ơn. Đâu, nhà trai Tuyến cảm nhận coi bạn gái bên kia thế nào, lần đầu tiên gặp mặt cảm nhận thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt thì con thấy bạn rất là nhỏ nhắn, dễ thương và xinh xắn. Cái hình giống cái hình mẫu lý tưởng mà con nghĩ ra không? Dạ, giống với hình mẫu phát thanh viên mà con đã từng nhìn ở ngoài đời rất nhiều. Bây giờ nãy mình nói mình có tài ca hát đó. Rồi mỗi đứa hát cho nhau nghe đi. Đứng biểu diễn đàng hoàng, tự tin lên ha. Thế thì con xin phép ba khán giả, xin phép MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan, em xin gửi tới bạn nữ một câu hát trong bài Tình Thôi Xót Xa. Gì mới gặp rồi. Sao mới gặp mà hát Tình Thôi Xót Xa? Ủi hình không có xót xa không? Con sẽ tặng bạn nữ lời bài hát Nơi Này Có Anh của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Đúng rồi. Trời ơi. Tự tin lên nha Tuyến nha, bắt đầu biểu diễn chinh phục bạn gái đi. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh, gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh, khép đôi mi thật lâu, nguyện mãi bên cạnh nhau say đắm như ngày đầu. Tình yêu bé nhỏ, xin dành tặng riêng em. Yeah. Này là hát cũng cỡ Sơn Tùng em Thu Phương á chứ không phải. Thôi Vi đáp lại biểu diễn nào Hoàng Vi. Dạ thì cảm ơn cái bài hát của anh dành cho em. Và bây giờ em cũng xin gửi lại cho anh một đoạn nhỏ thôi. I love you la 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 la. Anh sẽ mãi là người trợ che cho em. Không thể tay dài, tay em đây hay nắm lấy thôi. Sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your fan. Giây phút ban đầu gặp nhau là được nhiều cảm xúc rồi đó. Bây giờ mình trao đổi đi. Anh có thể hỏi lại một chút là sở thích của em là gì không? Em thích đi dạo, thích đi ăn uống ven đường, vỉa hè đó. Em không biết là cái sở thích này có anh có khó không, nhưng mà em thích.
hát trong nhà tắm. Mỗi lần con đi tắm, con tắm bao lâu? Dạ tầm 30 phút thôi. Nói nhưng tắm cũng nhanh, nhưng mà con đi tắm là con làm cái gì? Hay con muốn hát gì là con thường chui vô nhà tắm. Ủa sao con không hát ở ngoài với nhà tắm nó khác nhau cách nào con? Không, nhưng mà hát trong nhà tắm cũng là sở thích của con luôn. Trời đất ơi! Trời ơi! Hay cái đứa này! Trời ơi! Trời ơi! Chú giao cho con cái nhà tắm luôn, hai đứa luôn. Không, bởi vì hát trong nhà tắm không khác gì phòng thu âm đâu. Hai đứa này mà mới mốt lấy nhau là xây cái nhà, là cái nhà tắm phải xây bự dữ lắm. À, em có yêu thích môn thể thao nào không? Em rất là thích chơi bóng chuyền, nhưng mà anh cũng thấy chiều cao của em hơi bị hạn chế. Anh không nghĩ là trong bóng chuyền người ta yêu cầu chiều cao nhiều đâu. Thậm chí có những người libero người ta đâu có cao đâu, mà người ta vẫn là phòng thủ rất là tốt. Và anh cũng chơi bóng chuyền, nhưng mà sở trường của anh là bóng đá. Vậy anh có thể dạy cho em chơi bóng chuyền được. Vậy anh có thể dạy cho em chơi bóng chuyền được. Anh nghĩ là khả năng chơi bóng chuyền của em có khi hơn anh á. Anh cũng thích ăn đồ vỉa hè hơn là ăn trong nhà hàng. Thực sự là ăn ngoài vỉa hè rất là không khí tự nhiên vẫn tốt hơn ở trong những nhà hàng. Xin ra có nhiều điểm chung quá. Câu chuyện mà anh muốn kết hôn và lập gia đình là câu chuyện mà anh cũng đã nói với bố mẹ anh, và bố mẹ anh bảo là con 28 tuổi hoặc là 30 tuổi sẽ lấy được, mà năm nay anh 24 tuổi là còn khoảng 4 năm nữa. Nếu mà em có công việc rồi, đến lúc đấy mà cái việc mà ta tiến đến hôn nhân thì nó cũng là điều bình thường. Ví dụ như đến với nhau rồi lấy nhau rồi đẻ con là hai đứa có mong muốn đẻ bao nhiêu đứa? Bên kia thích bóng chuyền thì đẻ một đội, bên em đẻ một đội bóng đá sân 11. Là tới 20 mấy đứa lận đó hả? Dạ, là tính cả thủ môn nữa là cũng 20 mấy đứa. Nó có dạ. Chút xíu đó con, đẻ nó tèo là mệt nữa. Dạ. Ôi, con muốn tính trước điều gì hết, tại vì ông bà ta hay nói là tính trước bước hôm qua. Đúng rồi. Nhưng mà đó là sở thích, ví dụ mong muốn của mình. Đúng rồi, đấy chỉ sở thích mong muốn thôi mà. Nếu như mà anh quen em thì anh không muốn là em có bạn trai khác giới, và cũng không muốn em đi chơi quá khuya. Nếu mà đi với anh thì được, bởi vì anh đã nói với em như thế rồi, cho nên là anh cũng sẽ ít đi chơi về khuya, đi đá banh về thì có thể là về nhà và nhắn tin cho em. Cái đó là cái quyền riêng tư của mọi người. Và khi mà nếu mà em và anh có quen nhau rồi, mình tôn trọng cái tình cảm của mình thì nó sẽ không có bất cứ một cái việc gì xảy ra với bạn nam khác giới hay là bạn nữ khác giới cả. Cho nên là cái việc mà mình đi chơi, mình gặp hay là sau đó thì nó sẽ không thể tránh khỏi được. Nhưng mà mình biết là cái giới hạn nó đến đâu. Cô nói vậy nè, tại vì hai đứa còn quá trẻ đi. Hai đứa mà muốn đi chơi khuya á thì thôi, chơi chung nhóm bạn. Dạ luôn. Đúng rồi. Khi mà hai đứa yêu nhau chờ nhau đi đúng không? Đúng rồi, hai đứa yêu nhau thì bên này cũng nên biết bạn của bên này là ai, để rồi mai mốt có đi chơi chung á thì đi chơi chung cũng vui. Còn hoặc là bên này mà có đi chơi với bạn thì thôi, cũng biết nhóm bạn đó là ai, mình đã từng tiếp xúc rồi. Và ngược lại bên này cũng vậy, kiểu phân biệt bạn em và bạn anh. Em không nói thích. Chung là phải có cái nó có cái sự hòa hợp thì nó bạn của chúng mình thì tốt hơn, đúng không? Dạ, đúng rồi. Bây giờ đàn trai mình á, mình nãy giờ mình tới mình nắm tay em gái một cái, mình nói những cái cảm nhận từ nãy giờ mình cảm nhận về em gái thế nào. Nắm hai tay nha. Anh có thể xin phép nắm tay không? Dạ, tay em hay bị đổ mồ hôi nên... Tay anh cũng bị đổ luôn. Đây chùi cho. Rồi hết. Không sao đâu ạ. Chùi vậy sao được, cái tay nó ta chùi con có đổ mồ hôi không? Không, con có nhưng mà. Không, đây chú chùi cho. Không, tôi không lẽ cho tôi dán giấy lên cho chùi. Dạ thôi được rồi. Rồi hết rồi đó. Thằng trai tôi chăm sóc cho thằng trai. Tới bến rồi chưa? Ngày hôm nay mình gặp được người hợp với mình là điều không thể có. Chỉ có cùng nhau để phấn đấu để cùng hòa hợp với nhau thôi. Dù cho hôm nay chúng ta có thể đi tiếp với nhau được hay không, thì anh vẫn mong là ngày sau em vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn tươi vui, để cho mọi thứ luôn suôn sẻ đối với em. Anh cũng mong là chúng ta có thể ra về ngày hôm nay. Quá được. Dễ thương quá. Quá là được luôn. Anh nói mà tay anh đổ mồ hôi nữa hả? Đi cô chủ dạ, cho không cần đâu ạ. Tại vì tay hai đứa đều đổ mồ hôi nên con chẳng thấy gì đâu. Cũng chúc cho anh là sẽ có thật là nhiều sức khỏe và công việc sẽ ngày càng phát triển. Cảm ơn em. Rồi, về ghế ngồi đi. Bây giờ mình để tay nút bấm đi. Hãy lắng nghe nhịp đập của con tim mình và
quyết định bằng cả trái tim của mình nha. 1 2 3. Có thời gian. Chúc mừng. Rồi, đẹp đôi. Nào, nhà trai nắm tay nhà gái. Trời, nó đẹp đôi quá bà mối. Nhà gái đang ở Gia Lai đó, đang coi chương trình mình và thưa hai bác. Dạ con xin chào khán giả đang xem truyền hình và hai bác phụ huynh của MV ạ. Con muốn xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu MV. Và nếu mà hai bác cho phép thì con hứa là sẽ về thăm hai bác trong một ngày gần nhất khi dịch bệnh đã được đẩy lùi một phần ạ. Câu này hay nè, dễ thương quá. Dễ thương thì tặng quà hả? Tặng quà đúng rồi. Dễ thương là tặng quà rồi thôi. Đây có quà tặng hai đứa luôn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi qua tất cả mọi nẻo đường của cuộc sống.